Hello, kênh YouTube Dương Đình Hữu đang có mặt tại bờ hồ của đường Hàm Nghi. Và hiện nay thì kênh YouTube của Dương Đình Hữu đang chứng kiến một cái hiện tượng rất đặc biệt, đó là bắt cá trên đường phố. Như vậy là sau một buổi trời mưa tầm tã, mưa rất là to, thì thành phố Đà Nẵng đã có một số tuyến đường đã bị ngập lụt. Trong đó có các tuyến đường Hàm Nghi, Lê Đình Lý và đặc biệt là khu vực xung quanh bờ hồ của thành phố Đà Nẵng. Đây chúng ta xem. Đây là hình ảnh của bờ hồ nằm trên đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng. Sau một thời gian dài từ sáng cho đến trưa, một trận mưa rất là lớn thì các tuyến đường ở xung quanh bờ hồ này đã ngập nước. Và hiện nay thì nước đã rút xuống. Xin nhắc lại, hiện nay đã rút xuống khỏi các cái tuyến đường xung quanh bờ hồ. Tuy nhiên có một cái hiện tượng xảy ra rất là đặc biệt, đó là có rất nhiều loài cá. Có rất nhiều loài cá nó đang mắc kẹt lại ở trên các cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ này. Cho nên đây là một cái hiện tượng rất đặc biệt, đó là bắt cá trên đường. Sau một trận mưa nước ngập đầy tất cả các tuyến đường và sau đó nước rút xuống thì còn lại cái số lượng cá rất là nhiều. Cho nên là mọi người tập trung ra đây để bắt cá rất là đông. Đây, trời đang còn gió cho nên là quay phim rất là khó. Đây này, cá to đây này. Ô, nhiều này à? Còn nhiều lắm ở đằng sau á. Còn rất là nhiều đàn cá, nhiều lắm nghe. Hiện nay thì nước rút xuống, tuy nhiên còn rất là nhiều loài cá có mặt ở trên các cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ này, cho nên các em nhỏ rất là vui tươi và cùng với các bạn để bắt cá. Rất là đây là một cái hoạt động rất là vui đấy các bạn này. Đây em nhỏ này là bắt được con, đưa chú quay coi. Đấy, hai bịch cá lúc này bắt đó hả? Ô, nhiều thế. Còn nhiều lắm, lấy cái rổ ra bắt đi. Sau khi nước rút xuống khỏi các cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ thì cá nó xuất hiện ở trên các cái tuyến đường này rất nhiều đây. Cá đang xuất hiện trên các tuyến đường rất nhiều và những người dân trong đó có các trẻ em mang các cái rổ ra để bắt. Rất là nhiều nhá, nhiều lắm. Đây này, ô. Đây. Ô, nó nhảy ra kìa. Các em nhỏ tập trung ở đây rất là đông để bắt cá này. Đây nhiều này. Múc cho nhanh, múc cái rổ. Đấy, quẹt qua một phát cho nhanh. Có nhiều con to lắm con. Tí nữa mà nước xuống, tí nữa là nó bay ở lên trên đường á. Cột lại cho kỹ. Xong hai cái bao lớn đó bỏ vô cái bao lớn kìa. Bỏ hai bao vô bao lớn luôn. Đây mọi người dân và các em nhỏ ra đường để bắt cá rất là nhiều. Đây chúng ta quan sát thấy là nhiều đàn cá, có rất nhiều đàn cá rô phi. Và
các em rất là hứng thú, rất là vui vẻ để cùng nhau bắt cá. Đây là một cái hình ảnh rất là đặc biệt của các bạn và các em rất là thích thú bởi vì đây là rất là hiếm. Đây, hình ảnh rất là hiếm này. Đây, cá rất là nhiều đây. Đây có một đàn cá này. Ô, đây nhiều này, đây nhiều các em. Toàn nhân lên, lấy cái rổ múc nhân lên mới được. Đây nhiều này, cá to này. Ê. Ở đây cá to này. Cá rô phi tha hồ luôn. Mẹ em quay cái này này. Cá này là ăn được thôi. Cá này nấu. Cá này nấu canh ăn được rồi. Đấy. Nó nhảy ra, ô nó nhảy ra. Hiện nay là trời đang mưa lại. Hiện nay là trời đang mưa lại. Rồi chúng ta nhìn thấy bờ hồ bên kia lúc sáng là nước đầy mập lên. Lúc sáng là nước ở bờ hồ rất là nhiều nhưng mà hiện nay thì nó đã rút xuống nhiều cho nên nó có cá ở quanh cái đường này. Cá tha hồ này. Ô nhiều chưa? Cá này nuôi mái một lớn rồi ăn. Nhỏ quá. Dọc chơi thôi nha. Ủa đâu kia còn cá to kìa. Đâu kia còn cá to kìa, ơ còn con cá tê hay cá gì á. Ô, cá tê, cá tê, cá tê. Ô, cá tê to. Anh nên đưa lên xem anh. Ô, cá tê to nhỉ. Lấy cái dây gì cột này cái miệng nó lại. Dạ. Hoặc là có cái bao ni lông á. Ở trong này à. Cá tha hồ. Lúc này bên kia có một cá con cá rô phi to kìa, à cá tê.
Ô vậy chi mà nhỏ này mà bắt được cá hả? Sướng chưa? Bắt lên được kìa. Ai bắt đấy? Con bắt hả? Ai con. Mấy con? Năm con. À? Bắt tiếp này đó. Đó. Bắt lên nhanh nữa, đúng rồi. Đấy, con nhiều nè. Chảy máu rồi. Bắt nhà thôi, còn nó chảy máu gì. đấy nhiều đấy bắt đi. Sau khi các em bắt cá xong thì bỏ lại xuống dưới hồ để cho nó to. Chủ yếu là bắt cá để vui chơi thôi. Bắt cá để vui chơi, sau đó là thả xuống hồ lại để nuôi. Khi nào lớn thì mới ăn được. Lúc này ở đâu kia có con cá trê to. Cá này thả xuống hồ lại nuôi cho lớn rồi mang một rồi ăn. Bây giờ hơi nhỏ. Ở đây có một đàn cá rất là nhiều này. Đấy, một đàn cá này. Mọi người bắt cá chủ yếu là vui thôi. Các em nhỏ chủ yếu là bắt cá chơi cho vui thôi. Sau đó là thả lại xuống hồ. Đây đông này. Ê, đây nhiều này. Bây giờ rất là nhiều cá bây giờ bị mắc kẹt ở trên đường này. Bị mắc kẹt ở trên đường này, nó đang tìm cái đường xuống này. Đây này. Đấy. Đây một đàn này. Hiện nay là cá đi trên đường rất là nhiều này. Nhưng mà cá này rất là nhỏ thôi. Cá này còn nhỏ cho nên là sau khi các em vui chơi và bắt xong thì thả những chú cá này xuống lại dưới hồ. Đấy, nó tập trung ở cái chỗ này đông này. Chỗ nào có cái vùng nước thì nó tập trung xuống này. Đấy, rất đông. Đấy. Ô, nó nhảy lên đây. Nhảy lên đây này. Đấy. Nhảy lên. Ở đây nó tập trung đi theo đàn này. Đấy, nó đi theo đàn luôn này. Nó đi theo đàn, nó đi lui đi tới, không biết đi đâu, nó chạy lui lại. Rất là nhiều này. Nó đi theo đàn rất là nhiều. Đàn nó nhảy lên này. Cá đầy, tha hồ nhá. Đi đây này, đi đây. Đây có một đàn này. Đây có một đàn này. Có một đàn này.
đó. Hai em này ướt hết rồi. Mấy em nhỏ này ướt hết rồi này. Đúng là vui luôn. Mấy người dân và các em nhỏ ra cái đường này bắt cá rất là nhiều, rất là đông, rất là vui. Đấy. Bắt xong rồi thả xuống lại hồ để nuôi. Khi nào lớn thì bắt tiếp. Khi nào lớn thì bắt về ăn. Như vậy là chắc ở dưới hồ này nhiều lắm chị ạ. Dưới hồ này á. Đổ xuống đi con. Được một con thôi hả? Để mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đây là hình ảnh cái bờ hồ, ở đây gọi là bờ hồ đường Hàm Nghi đấy các bạn, bờ hồ đường Hàm Nghi của thành phố Đà Nẵng. Đấy, bên kia là khu căn hộ cao cấp, bên kia tức là từ lúc sáng đến trưa là trời mưa rất là lớn và bờ hồ này ngập lên tất cả các cái tuyến đường xung quanh bờ hồ này các bạn này, tất cả các tuyến đường xung quanh bờ hồ nhá. Sau đó thì trời ngừng mưa thì nước rút xuống thì cá nó xuất hiện ở các cái đường xung quanh bờ hồ này rất là nhiều, cho nên các em nhỏ và một số anh chị lớn cũng ra để bắt cá cho vui thôi. Mà bắt cá xong rồi thì các em nhỏ lại đem thả xuống hồ. Đấy, các em nhỏ bắt xong được thả xuống hồ rồi chờ cho nó lớn rồi bắt tiếp. Đấy, bởi vì cá này là nhỏ thôi, cá này nó còn rất là nhỏ, nhưng mà đây là thú vui của các em chơi cho vui thôi, bắt chơi cho vui. Rồi, múc nhanh vô. Múc nhanh vô là được. Các em nhỏ đang vui chơi và bắt cá, sau đó là đưa những cái con cá này xuống để bỏ lại xuống hồ cho cá nó to. Còn đây chủ yếu là các em vui chơi thôi, bắt cá thôi, nhưng mà cá này không ăn được. Cá này còn nhỏ chưa ăn được, cho nên sau khi bắt xong thì các em nhỏ lại bỏ xuống hồ, bỏ xuống dưới hồ để cho nó to. Và sau này thì mọi người sẽ đi câu về ăn. Đấy, sau khi bắt cá xong thì từ từ các em cái té đó. Sau khi bắt cá xong thì các em này mang qua hồ để đổ xuống hồ cho nó lớn.
múc nhanh lên là được, múc nhanh lên là được. Con múc nhanh lên là được, con múc. Giữ giữ các em nhỏ cho nó chạy qua đường. Con đúng bị nè, con đúng bị. Bị ướt rồi. Đây này, đây này, đây này, từng đàn đây này, đàn đây này. Đàn đây nhiều này. Nhưng mà cá còn nhỏ lắm. Rồi, cho cá xuống hồ. Cá tha hồ, cá nhiều. Đấy, cho cá xuống hồ. Rồi, chạy đi, bơi đi. Sắp xuống đây là tỉnh này. Tí nữa nó tỉnh á. Rồi, dễ chết rồi. Con bé nãy nhiều lá, em lùm cũng thả xô đi. Uống nhiều rồi. Đây. Nhưng mà cá này nhỏ, mình bắt mình thả xuống rồi mai mốt mình câu lên ăn. Nó đang mệt đó kìa, nó đang bơi kìa. Nãy giờ nó mệt quá, nó say. Nó chạy lại ra. À, như vậy là kênh YouTube của Dương Đình Hữu đã ghi lại một số hình ảnh các em nhỏ và một số người dân cùng bắt cá ở trên các cái tuyến đường xung quanh khu vực bờ hồ của thành phố Đà Nẵng. Sau một trận mưa rất là lớn, nước đã ngập lên các tuyến đường và cá đã bơi lên. Khi mà nước rút xuống thì cá xuống không kịp, cho nên người dân và các em nhỏ đã rất là vui vẻ ra bắt cá ở các cái đường này. Và sau đó thì các em thả các cái đàn cá này xuống lại ở dưới bờ hồ, chứ các bạn không mang về, bởi vì là cá này còn rất là nhỏ, chưa thể ăn được. Và đây là một hình ảnh rất là vui. Đây là một cái trải nghiệm của các em nhỏ khi mà các em được tham gia bắt cá, bởi vì các em là dân thành phố
dân thành phố, cho nên ít khi phải lội xuống nước, ít khi phải chứng kiến những cái bắt cá như thế này. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì các em rất là vui, rất là hạnh phúc, và nhiều bạn rất là tò mò và muốn tham gia bắt cá xem như thế nào. Và các em chứng kiến một cái buổi bắt cá rất là vui vui. Đấy, bên này cũng còn nhiều người đang còn bắt này. Đấy, người ta bắt cá sau đó là bỏ xuống hồ đấy các bạn nhé. Bắt cá xong là thả xuống hồ lại để nuôi. Chứ cá nhỏ này thì không ăn được. Còn những con cá nào mà to có thể ăn được thì mang về ăn. Đấy, những con cá nào mà to có thể mang về được thì mang về để ăn, còn lại là thả lại xuống hồ. Vâng, kênh YouTube Jonino xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất mong sự ủng hộ của các bạn đối với kênh YouTube của Dương Đình Hữu bằng cách like, share and đăng ký subscribe để kênh YouTube của Dương Đình Hữu ngày một phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.